Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì sau 4 ngày mình đã review cho anh em một cái trang web xem quảng cáo kiếm tiền. Ngày hôm nay nó đã được open rồi nha anh em. Anh em đăng nhập vào tài khoản mà hồi trước tạo ấy. Nếu như chưa có tài khoản thì anh em nên tạo một tài khoản khác. Thì video này mình sẽ nói về cái vấn đề mà kiếm tiền và rút tiền của ứng dụng này, xem nó có khả thi hay không. Đó, từ đó thì anh em có thể là suy nghĩ đến việc có nên đầu tư hoặc là chúng ta sẽ kiếm tiền miễn phí lâu dài từ cái con web này không nhá. Trước tiên thì về giao diện nó thiết kế là khá ổn, đấy, nhìn cũng tạm được. Những cái dạng web như thế này á, thì nó kiếm tiền dựa trên quảng cáo thôi, và nó cũng sẽ cho người dùng lúc mà đang tương tác với nó cũng có thể là tạo ra các cái quảng cáo. Rồi chúng ta vào cái phần là achievement and bonus, nghĩa là đây là các cái thành tựu mà anh em có thể làm và kiếm được các cái điểm bonus bắp của nó. Hiện tại thì mình đang có 87 bắp này. Đấy, anh em thấy cái chữ là login 2 ngày không? Thì hôm nay mới login lần đầu nên nó chỉ hiển thị là 1/2 thôi, có nghĩa là mình đã login được 1 ngày. Và nếu như chúng ta login 2 ngày chúng ta sẽ được là 5 APS. Mình sẽ nhấn vô là see all achievement, có nghĩa là hiển thị tất cả các thành tựu mà mình có thể làm. Anh em có thể xem tổng cộng 25 quảng cáo này sẽ nhận được 5 APS này. Thì mấy cái thành tựu này á anh em có thể làm nhá. Đánh cược 1.000 trên trò chơi Keno, nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có các cái trò chơi á mà chúng ta tham gia thì nó sẽ hoàn thành thành tựu. Đây thì để tiếng Anh đi, tiếng Việt mình đọc mình chả hiểu gì hết anh em ạ. Rồi chơi này, chơi game slot 5 lần, chơi game Keno 5 lần. Rồi nói chung thì mấy hình thức này là nó hơi rườm rà một tí, nhưng gom lại á, chỉ là anh em xem quảng cáo và kiếm tiền thôi. Chúng ta vào cái mục ba gạch. Rồi ở đây anh em sẽ thấy cái chữ là anh em muốn kiếm tiền thì chúng ta sẽ chọn cái chữ là PES ADS, anh em nhấn vô, có nghĩa là hoàn thành các cái quảng cáo. Đấy, anh em kéo xuống dưới này anh em sẽ thấy nè, ở đây chúng ta có cái gì view các cái activation quảng cáo này sẽ nhận được là 35 bắp. Chúng ta sẽ có vài cái quảng cáo hiện ra đó. Mình ví dụ cái thứ hai này đi, chúng ta sẽ bấm cái chữ là view action AD, nó sẽ trả qua một quảng cáo như thế này. Anh em kéo lên trên cùng, nó sẽ hỏi anh em để tránh tình trạng là anh em auto click nhá. Nó sẽ hỏi là click or choose the tanh là cái xe tăng đó anh em. Chúng ta sẽ chọn vô đó, sau đó anh em sẽ chọn chữ là confirm đó và đợi trong vòng 15 giây. Sau 15 giây nó sẽ kêu là close window hoặc là net AD, có nghĩa là một là anh em sẽ tắt cái quảng cáo này, tắt cái trang web này, hai là anh em sẽ qua một cái quảng cáo khác. Đó, close window là anh em sẽ đóng hết, còn net AD là anh em sẽ qua một quảng cáo khác. Mình sẽ đóng nó đi, close window. Nó sẽ trả về mình lại cái giao diện là PTCShare. Đó, phía dưới là anh em có thể là làm thêm các cái quảng cáo khác nữa. Đó, thì anh em sẽ được bắp nhiều hơn. Rồi, tương tự bên phải view bet ADS to earn, nên anh em sẽ xem quảng cáo này và nhận được đô. Đấy, thì nó cũng không phải là nhiều đâu đây nè, nhưng mà nó có nhiều quảng cáo cho anh em làm. Quan trọng là anh em phải hoàn thành các cái thành tựu phía trên đó thì anh em sẽ được nhiều hơn. Tương tự mình sẽ bấm vô chữ là mình kiếm một cái bất kỳ đây, view pet AD, mình bấm vô đó. Phía trên anh em sẽ kêu là summer hat, hat là cái nón đúng không, summer là mùa hè. Đấy, cái nón mùa hè, mình chọn một cái nón. Vừa học được tiếng Anh luôn anh em. Rồi, nhưng mà cái này chúng ta chỉ cần đợi 5 giây thôi nha. Nó sẽ ít hơn cái kia là một chút. Rồi, close window tiếp đi cho nhanh. Mình thị phạm thôi. Rồi, tương tự là anh em sẽ có thêm các cái offer anh em làm nữa. Offer thì anh em làm được nhiều tiền hơn nha, nhưng mà đồng nghĩa anh em sẽ làm lâu hơn. Thì cái đó anh em sẽ tự làm nha. Thị phạm này nó khá lâu. Anh em bấm một chữ là complete offer là được, sau đó ngồi làm. Vậy thì nãy giờ tiền mình làm nó nằm ở đâu mà làm sao mình rút được đấy, hoặc là mình muốn đầu tư vô cái sheet này thì mình làm như thế nào. Thì ở đây anh em sẽ phóng to lên nhìn cho rõ nè, anh em chọn vào hình thằng người góc bên phải nè đó, Lê Văn Tuấn, bấm vô nó sẽ sổ ra một loạt như thế này. Đấy, ở đây thì anh em dùng máy tính á, chúng ta sẽ nhìn nó dễ dàng hơn là điện thoại. Đây anh em sẽ thấy cái chữ là cash deposit hoặc là withdraw, Có nghĩa là anh em sẽ nạp tiền vào hoặc là rút tiền ra. Nếu như anh em kiếm các cái điểm bắp hoặc là điểm đô, nó sẽ cộng một cái chữ là earning balance. Có nghĩa là cái ví tiền mà bạn đã kiếm được, tiền nó kiếm được nó nhập vào ví. Đó, đại loại là vậy. Thì nãy giờ mình mới xem vài quảng cáo mình đang có là 0,00276 đô. Đấy. Nhưng mà cái này anh em sẽ không rút được. À, còn một lưu ý, khi mà anh em vô đây nó sẽ kêu anh em là nhập ngày tháng năm sinh của bạn á, để làm cái mật khẩu gì đó, mình cũng không nhớ rõ. Rồi anh em phải exchange, chuyển đổi nó thành là Perfect Money hay là Bitcoin, Litecoin thì anh em mới rút được nha. Rồi ở phía dưới này nó sẽ có một cái cho anh em exchange. Đây là transfer from, là từ đâu, từ earning balance là cái tiền mà mình đang có trên cùng nhá. Này, earning balance, ok. Phía dưới là cái số tiền mà mình muốn exchange, là mình muốn chuyển đổi, transfer nó. Và cái transfer to có nghĩa là anh em sẽ chuyển đến cái gì. Mình bấm sổ nè. Ở đây anh em sẽ chọn cái gì? Anh em sẽ chọn Bitcoin, Litecoin hay là Perfect Money. Mình sẽ chọn một cái như là Perfect Money đi. Đó. Và cái ngày tháng năm này như hồi nãy mình nói, lúc mà anh em bấm vô nó sẽ bắt anh em làm thôi. Anh em sẽ nhập cái ngày tháng năm của bạn á, nó thay cho cái mật khẩu giao dịch á. Nó không có gì đâu. Mình sẽ chọn nè, 1997 đâu rồi. Đó. Sau đó mình sẽ nhấn là split. Đó. Thì anh em xem nè, cái số tiền mà ở earning balance của mình nó đã chuyển qua Perfect Money. Sau đó thì bây giờ mình muốn rút, mình bấm cash out hoặc là add fund á, là anh em sẽ nạp tiền vào, còn cash out là anh em rút tiền ra. Nó đại loại vậy thôi. Mà có chút vậy rút làm cái gì, ít nhiều rồi rút. Đó. Thế đây chúng ta chỉ cần xem quảng cáo này, làm các khảo sát này và hoàn thành các cái thành tựu của nó để chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn. Càng nhiều bắp thì càng nhiều tiền, thế thôi. Còn một phần nữa hồi nãy mình có nhắc đến, đó là phần game. Anh em thấy cái chữ game không? Nhấn vô. Ở đây nó game thì cũng chơi bình thường thôi nha. Mình sẽ thi phạm một cái nhá. Ví dụ một cái có thể là coin flip, mình nhấn vô. Đó. Rồi thì ở đây này anh em sẽ thấy không, nó kêu nè, người chơi á, mỗi lần chơi thì bạn ít nhất phải bỏ ra từ 25 bắp và cao nhất là 50.000 bắp cho một lần chơi. Mình sẽ bấm, nếu như mình để 100 á, nó sẽ kêu mình balance mình không đủ 100 nên mình không chơi được, đúng không? Mình sẽ để là 25 thôi. Đó, vì 25 là min thấp nhất của nó cho lượt chơi. Đây thì điện thoại nó hơi bị rối này, đó. Hit talk. Rồi, mình sẽ chọn bên là hit. Đó, sau đó chạy. You got wrong. Rồi, nó kêu mình sai rồi và mình đã bị trừ 25 nhá. Mình sẽ bấm vô là play game. Đó, mình đặt 25 tiếp, bắp mình đã bị trừ nha, còn 67 bắp nè. Đây mình sẽ chọn là talk. Đó, thì những cái trò này nó xui nhiều hơn hên anh em ạ. Nên anh em mà kiếm được thì mình nghĩ là nên để lại đi. Đừng có vô mà chơi mấy cái trò tào lao này. Hết tiền đi chơi. Hoặc là anh em nào mà có mẹo chơi thì chúng ta nên chơi, còn không thì thôi. Cá nhân mình thấy thì mình không có khả năng chơi mấy cái trò này. Còn nếu như anh em muốn đi tuyển rep thì anh em mở lên nè. Chúng ta sẽ chọn mô hình là người tiếp. Rồi, ở đây nó sẽ có chữ là referral fan, anh em nhấn vô. Đó, anh em kéo xuống dưới thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đường link đi giới thiệu như thế này, ftc.com/rep levantuấn82. Phía dưới là những người mà mình đã từng mời. Đó, Acti này, Full Miner này đã kiếm được số tiền này. Đó, hiện tại thì chắc là nhiều người chưa biết nó đã được open nên họ chưa vào chơi thôi. Hy vọng là mình làm video này anh em biết để vào chơi con này. Tại thì nó mới ra nên không biết là cái vòng đời con này nó sống được khoảng bao lâu ha. Những cái dạng web này sống lâu thì 1-2 tháng, chết nhanh thì 1-2 tuần, cũng không biết được. Được rồi, nếu như mà cái web này nó có update gì mới hoặc là có một cái thủ thuật gì khác thì mình sẽ làm video tiếp về cái web này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.